Bây giờ thầy cho một ví dụ với A2014 thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm và Mg2 rắn trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp X, cho X vào dung dịch N2O hạt dư thu được dung dịch Y chất không tan Z và 0,672 lít khí cho điều kiện chuẩn. Sục CO2 dư vào Y thu được 7,8 gam kết tổ, cho Z tan hết vào dung dịch axit sulfuric thu được 15,6 gam bột sulfat và 2,464 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng của hai oxit. Bây giờ mấy em lưu ý để tính khối lượng của oxit thì chẳng qua bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng của O2 trừ có trong oxit là xong. Bài nhiệt nhôm hoàn toàn mà dung dịch cái hỗn hợp X đó vào N2O hạt dư có khí. Như vậy nhôm dư. Như vậy thầy kết luận sản phẩm gồm, như vậy nhôm dư vậy suy ra oxit hết kìa này. Và sản phẩm sẽ gồm có nhôm oxit sinh ra và hai kim loại mà có trong oxit đấy. Ở đây thầy cần phải phản ứng nhiệt nhôm làm gì? Vì cơ lớp bông đâu bị oxit chi mà phải phản ứng nhiệt nhôm. Vậy bây giờ sản phẩm này hỗn hợp X này cho tác dụng với nào hả? Thì gồm có nhôm và nhôm oxit phản ứng. Như vậy nhôm và người ta không cho số liệu hay nào hả, vậy thầy chỉ viết đơn giản hay thầy viết rõ cho luôn, cho AnLO2 trừ giải phóng hydro nhôm oxit như vậy mấy phương trình mẹ phải thuộc đó. Vậy thầy có số mol hydro 0,060 0,672 lít chia cho 22,4 thầy có 0,03. Vậy thầy có AlO2 trừ đây 0,02. Nhân chéo chia ngang. Vậy trong cái bài này dung dịch Y khi cho CO2 vào Y CO2 dư là vào cái AlO2 trừ đó thì sẽ kết tổ hoàn toàn nhôm hydroxit. Số mol kết tổ ở đây bà cho 7,8. Như vậy thầy có số mol của nhôm hydroxit bằng 0,11. Như vậy thầy có 0,1. Rút ra đây 0,1. Mà AlO2 trừ trên cái phản ứng của nhôm dư là 0,02. Vậy thầy suy ra cái AlO2 trừ ở đây sẽ 0,08. AlO2 trừ 0,08 thì nhôm oxit sinh ra sẽ 0,04 nhân chéo chia ngang. Vậy cái lượng oxit này ở đâu ra? Oxy trong ai là 2O3 là lấy oxy trong hai cái oxit đó. Như vậy thầy suy ra được cái MO2 trừ trong oxit nhôm thì chính bằng MO2 trừ có trong oxit kim loại ban đầu. Và thầy có MO2 trừ bằng 0,04, đây có 3. Thì nhân cho 3 nhân cho 16. Thầy tính được cái khối lượng O2 trừ là 1,92 gam. Như vậy thầy có được một cái rồi.
Bây giờ thầy tính cái kim loại nữa. Cái kim loại trong hai cái oxit này chính là chất tà và rắn không tan Z. Z là kim loại trong oxit. Khi cho vào acid sulfuric thì thu được SO2, vậy ta có S cộng 6 nhân 2 electron cho SO2. Số mol SO2 tính được là 0,11 mol. Số mol SO2 là 0,11. Vậy khối lượng muối, cách tính khối lượng muối khi kim loại tác dụng với acid sulfuric đặc nóng, thầy cho lại đây thì sẽ bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng gốc acid SO4 2 trừ. Và mem lưu ý số mol của SO4 2 trừ trong muối khi kim loại tác dụng kim loại đó nhé, khi kim loại đó, đây là Z là kim loại. Vậy khi kim loại tác dụng với dung dịch acid sulfuric đặc nóng thì cái số mol SO4 2 trừ trong muối luôn luôn bằng số mol SO2, luôn luôn bằng, hay nói cách khác bằng một nửa số mol electron nhận, bằng một nửa số mol electron nhận đó, 0,22 chia 2 là 0,11. Như vậy ta có 10 khối lượng bài cho muối là 15,6 sẽ bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng SO4 2 trừ, thay thế vào 0,11 nhân cho 96, thầy rút ra được khối lượng kim loại. Khối lượng kim loại sẽ bằng 5,04 gram. Thầy chuyển qua thầy trừ đi. Vậy khối lượng oxit ban đầu thì sẽ bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng của O2 trừ, thế vào 5,04 cộng với O2 trừ, ta tính được 1,92 sẽ bằng 6,96 gram. Có đáp số là câu D. Như vậy bài này vừa kết hợp nhiệt nhôm, vừa kết hợp kim loại với axit. Bây giờ thầy cho cái ví dụ thứ tư đề thi 2015 vừa rồi. Tiến hành nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol chrome 3 oxit, 0,04 mol sắt 2 oxit và amon nhôm trong điều kiện không có không khí. Sau một thời gian thôi, thu được Y chia làm hai phần. Phần thứ nhất tác dụng vừa độ 0,04 mol nào hả? Phần thứ hai tác dụng axit sulfuric loãng dư, thu được 1,12 lít hydro. Tính cái phần trăm khối lượng chrome 3 oxit đã tham gia nhiệt nhôm. Chỗ này vì bài chrome thầy chưa giảng tới, do đó thầy cho một cái chú ý chỗ này. Cái phần này, trong phần đại cương kim loại thầy cũng đã nói rồi, cho thầy nhắc lại. Chrome khi tác dụng với acid sulfuric loãng hay là acid chlorhydric luôn luôn bị oxy hóa thành chrome 2 và giải phóng hydro. Như vậy trong bài này nó có hai cái phản ứng nhiệt nhôm trong SO với nhôm. Đây là thầy ghi ra cho rõ, thầy giảm cái bài cho rõ, và khi làm thì nó rất là đơn giản. Như vậy thu được nhôm oxit và sắt. Và chrome 3 oxit cũng bị nhôm khử. Sau một thời gian, có nghĩa là cái gì cũng dư hết. Sau đó cho tác dụng với acid sulfuric loãng, nhôm oxit với nhôm đều tạo thành nhôm 3 cộng hết. Thì
again struggle với sắt tàu sắt hai với crom crom ba oxit dư thì tàu crom ba và với crom thì tàu crom hai. Rồi bây giờ mấy em nhìn tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Nhớ là crom và crom ba oxit không phản ứng với dung dịch NaOH. Không phản ứng dung dịch NaOH. Với crom ba oxit thì phản ứng được với NaOH đặc nóng. Nhưng mà đây là dung dịch thì không được. Rồi, bây giờ thầy làm cái bài. Như vậy thầy có ngay cái số môn nhôm ban đầu. Cái phần 1 tác dụng NaOH. Vậy tác dụng NaOH ở đây là gồm có nhôm và nhôm oxit phản ứng. Vậy lúc đầu giờ thầy đã lúc đầu bài trước thầy đã nói rồi. Số môn OH trừ phản ứng chính bằng số môn nhôm ban đầu. Vậy ở đây phản ứng một phần 0.04, thầy lấy trong một phần thôi. Vậy số môn nhôm ban đầu trong một phần sẽ 0.041. Phần thứ hai. Vậy bây giờ nhôm nó khử. Đây, thầy ghi một sơ đồ này. Sắt hai cào bị nhôm khử thành sắt vào axit sulfuric tạo thành sắt hai. Như vậy mức oxy hóa của ion sắt không thay đổi. Xem như cả quá trình ion sắt không thay đổi từ cộng 2 qua 0 rồi lên lại cộng 2. Riêng cái FeO vẫn bị hòa tan ra cùng Fs hetero. Một cái phần crom phản ứng, phần này phần phản ứng này cho crom kim loại và vào H cộng tạo crom 2. Nhôm từ đầu đến cuối đều tạo thành nhôm 3 cộng hết. Rồi, H cộng trong axit phản ứng giải phóng hydro. Vậy trong một quá trình phản ứng tổng số môn nhường nhận lúc nào bằng nhau? Vậy bây giờ thầy có nhôm nhường 3 electron, từ đầu đến cuối nhôm tan hết. Ở đây thầy lấy một phần là 0.04. H cộng nhận electron, hydro bay ra trong một phần là 0.05. Vậy chỗ này nhận 0.1. Và mấy em nhìn là crom đây, crom cộng 3 xuống crom 0 rồi lên cộng 2. Như vậy ta có phần crom phản ứng này. Phần này là phần phản ứng đến 0 và cuối cùng ra crom 2 cộng, nhận 1 electron. Vậy thầy gọi X là số mol crom 2 cộng phản ứng. Thì ta sẽ có đây là X. Vậy tổng số mol nhường nhận bằng nhau, ta có 0.12 thì bằng 0.1 cộng X. Thầy giải ra X bằng 0.02. Ở đây thầy đặt X là của crom 2 cộng và của crom 3 cộng phản ứng. Vậy Cr2O3 phản ứng trong này có hai crom đó. Vậy để thầy viết cái phương trình điện ly ở đây, thầy viết cái phương trình này đó, không cho phép viết vì đây là chất rắn, nhưng mà thầy ghi ra để cho dễ hiểu cái bài.
Vậy X là số mol của nhôm và của chrome, thầy đặt vào. Vậy số mol chrome đây phản ứng sẽ là X chia 2. Vậy thầy có cái số mol Cr2O3 phản ứng bằng 0,01. Và số mol Cr2O3 trong một phần thì là thầy chia đôi ra 0,015. Vậy phần trăm Cr2O3 phản ứng sẽ bằng 0,01 chia 0,015 nhân 100% bằng 66,67%. Thầy nào làm cho này một tí. Sắt 2 cộng trong FeO nhôm khử thành hydro, đưa vào axit nó lên là sắt 2. Như vậy cuối cùng sắt 2 cộng xem như không phản ứng. Từ 2 cộng qua đây lại xem như không phản ứng. Tất cả nhôm nó khử tạo thành nhôm oxit, và phần nhôm còn lại cũng bị hạt cộng khử tạo sắt 3, bị hạt cộng oxo tạo sắt 3, hai nhôm 3. Như vậy số mol nhôm thì thầy lấy được từ số mol OH trừ phản ứng trong một phần. Nhôm đều sinh ra nhôm 3 cộng hết. Vậy số mol nhôm nhường chừng đó. Chrome 3 cộng bị nhôm khử tạo thành chrome zero, và bị H cộng khử oxo tạo chrome 2 cộng. Như vậy ta thấy chrome 3 cộng qua zero lên 2 cộng thì chẳng qua từ 3 cộng xuống 2 cộng. Thầy gọi X là số mol chrome 2 cộng sinh ra. Thầy có số mol nhận này X. Và tiếp theo axit nhận. Về tổng số mol nhường thì ta bằng tổng số mol nhận, ta rút ra được X bằng 0,02. Ở đây thầy đặt X là của chrome 3 cộng, mà bài hỏi chrome oxit phản ứng. Vậy chrome 3 cộng đây phải có 2 X lắm. À có 2 chrome 3 cộng lắm. Và thầy đặt X là chrome 3 cộng phải đặt cho đúng cho. Thì ta tính được số mol của Cr2O3 X chia 2 bằng 0,01. Vậy hiệu suất phản ứng lấy phần phản ứng chia cho số mol của Cr2O3 trong một phần, nó tính được 66,67%. Như đến đây thầy kết thúc cái phần vấn đề của phản ứng nhiệt nhôm.